Hoàng Oanh lộ diện sau xác nhận ly hôn chồng Tây, môi nở nụ cười nhưng mang mắt buồn. Dù là lần đầu tiên lộ diện sau khi đính chính về ồn ào trong thời gian qua, nhưng Hoàng Oanh vẫn giữ sự tự tin và chuyên nghiệp khi đảm nhiệm vai trò MC. Ngày 13 tháng 4, MC Hoàng Oanh đã lên tiếng xác nhận thông tin ly hôn trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Trước đó vào khuya ngày 11 tháng 4, ông xã ngoại quốc bất ngờ đính chính tin đồn đường ai nấy đi với nữ MC là có thật. Sarkole chia sẻ, tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc, tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Mới đây cùng ngày, sau khi nữ MC tuyên bố đã chia tay chồng Tây, cô đã xuất hiện tại chốn đông người. Trong một vài hình ảnh có thể thấy Hoàng Oanh trông khá tươi tắn, vô cùng tươm tất để hoàn tất công việc, dù những ngày qua cô trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Tại đây cô chia sẻ lúc dịch còn căng thẳng ở Singapore, khi đi ăn gia đình có 3 người nhưng vẫn phải ngồi 2 bàn để giãn cách. Việc cặp đôi không còn gắn bó đồng hành cùng nhau khiến công chúng vô cùng tiếc nuối. Hoàng Oanh vẫn thể hiện sự tươi tắn để thực hiện tốt công việc trên sân khấu. Cô mặc một chiếc váy dài thức tha và trang điểm nhẹ nhàng nhằm tôn lên nhan sắc kiều diễm. Tháng 12 năm 2019, Hoàng Oanh hạnh phúc khi thông báo kết hôn với Sarkole. Cặp đôi đã có thời gian hẹn hò tìm hiểu từ 2 năm trước đó. Sarkole sinh năm 1989, là người Mỹ lai Đức, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Singapore. Đám cưới của Hoàng Oanh và chồng Tây không phải là hôn lễ hoành tráng nhất Vbiz, nhưng diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Chuyện tình của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ bởi sự bình yên không phô trương nhưng chẳng kém gì ngôn tình. Hoàng Oanh từng viết về ông xã, rồi như một phép màu, nhiều điều tốt đẹp đã đến với mình. Hay nói đúng hơn là đã ở lại và đã chọn mình sau khi mình chọn được chính bản thân, tự chữa lành, an yên. Một trong những điều ở lại đó là sắc. Tụi mình đã có khoảng nghỉ, đã suýt bất nhau, nhưng tất cả những gì ông ấy làm lúc đó là dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung với mình. Ước gì ông già lúc nào cũng được như vậy. Mình biết là mình cần người đàn ông này. Sau hôn lễ, Hoàng Oanh vướng tin đồn mang thai khi lộ vòng hai quá cỡ. Đầu tháng 1 năm 2020, Hoàng Oanh chính thức xác nhận đang mang thai con đầu lòng là một bé trai. Cô sinh con vào tháng 8 năm 2020. Thời điểm Hoàng Oanh mang bầu và vượt cạn, chồng cô bị mắc kẹt ở Singapore do tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Một mình Hoàng Oanh phải đối mặt với những vất vả trong lần đầu làm mẹ, thậm chí nguy hiểm khi phải sinh non. Chồng tôi hồi hộp đợi tin ở nhà cả ngày, khi anh có cảm giác hình như em bé ra rồi thì điện thoại đổ chuông. Sắc gọi đó là thần giao cách cảm giữa hai bố con. Sắc vỡ òa hạnh phúc và tôi cũng vậy. Hoàng Oanh kể lại giây phút con chào đời nhưng ông xã không thể ở bên. Sau khoảng thời gian một mình nuôi con, Hoàng Oanh đã quyết định tạm gác lại cuộc sống ở Việt Nam để đoàn tụ với ông xã ở Singapore. Tháng 9 năm 2020, cô và con trai Mark đã bay qua nước ngoài giữa dịch Covid-19. Cuộc sống gia đình ba người của Hoàng Oanh khi đó tràn ngập niềm vui. Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Cô và ông xã thường xuyên đưa bé Mark đi chơi ở nhiều nơi cho con trải nghiệm thế giới xung quanh. Phần lớn thời gian của Hoàng Oanh ở Singapore là chăm sóc gia đình. Sau hơn một năm sống ở nước ngoài, Hoàng Oanh từng chia sẻ, bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, cô và chồng Tây cũng có những mâu thuẫn trong nếp sống, xuất phát từ bất đồng văn hóa, thậm chí Hoàng Oanh vỡ mộng hôn nhân. Oanh không vơ đũa cả nắm nhưng Oanh nghĩ đây cũng là một văn hóa của người Mỹ, họ rất độc lập, chủ nghĩa cá nhân. Cái đó không xấu nhưng nó hơi xung đột với văn hóa Việt Nam mình. Ví dụ như anh ấy đã có vợ có con nhưng cuối tuần vẫn thích đi với bạn bè, vẫn giữ cuộc sống độc thân. Phụ nữ Việt Nam mình có gia đình là dành hết mọi thứ cho chồng cho con, nhưng anh ấy là đàn ông lại là người Mỹ nữa nên rất yêu cuộc sống riêng của bản thân. Nhiều khi mình phải nhắc vì cuối tuần là thời gian dành cho gia đình. Có lẽ sự mâu thuẫn này cũng phản ánh văn hóa tư duy của hai đất nước khác nhau. Oanh không nói ai trong đất nước đó cũng như vậy, nhưng mình có thể thấy ở Mỹ họ đề cao quyền tự do cá nhân nên chủ nghĩa cá nhân của chồng Oanh rất cao, vì thế mà anh ấy rất độc lập và tự tin, còn Oanh thì rất truyền thống, yêu văn hóa gia đình, Hoàng Oanh tâm sự. Tháng 1 năm 2022, Hoàng Oanh cùng con trai trở về Việt Nam, ông xã vẫn ở lại Singapore làm việc. Từ đó đến nay, cô hầu như không còn chia sẻ gì về chồng Tây, thỉnh thoảng còn đăng những dòng tâm trạng buồn bã. Trước khi Jack xác nhận ly hôn, vợ chồng Hoàng Oanh cũng vướng tin đồn chỉ cách đó vài tuần.